Trưa nay theo giờ địa phương, tại thủ đô Sofia, nước Cộng hòa Bulgaria, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu tại Cộng hòa Bulgaria, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo các bộ ngành hai nước Việt Nam và Bulgaria, Đồng chí Lê Phi Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng ngài Lubmin Dimitrov Veselinov, tỉnh trưởng tỉnh Pernik, Bulgaria đã ký bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Pernik, Bulgaria. Sự kiện ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Pernik, Bulgaria là dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội cho chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai tỉnh tăng cường các hoạt động hợp tác giao lưu trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến thực phẩm, phát triển năng lượng tái tạo, khoa học và công nghệ, giao lưu về văn hóa, phát triển du lịch dịch vụ và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Việc ký kết hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Pernick là một trong những giải pháp để cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra về công tác đối ngoại, xúc tiến thu hút đầu tư của Vĩnh Phúc.